Cung đình phở Hà Nội bắt to đặc biệt mới. Yêu phim truyền hình, nhớ phở cung đình nhé. Anh là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi? Thả tôi ra nếu không là tôi hét lên đấy. Cô ơi cô! Cứu tôi với! Anh bắt tôi với mục đích gì? Thả tôi ra! Cô ơi cô! Cô ơi cô! Cứu tôi với! Bố xem kỹ, con bé còn sống hay là... Đừng có nói gở. Anh lo lắng thái quá, mất hết cả bình tĩnh rồi. Bộ có chuyện gì hả mình? Cái hoa... Cái hoa sao bố? Này, nghĩ. Thả tôi ra! Có không? Cô ra! Thế này thì nó bị bắt cóc thật rồi còn gì nữa. Mười tỷ hả? Nếu không con mày sẽ chết. Báo công an con mày sẽ chết. Trời ơi. Mình ơi, mình tính làm gì vậy? Gọi điện cho cậu Tùng. Không được đâu. Hồi nãy tụi nó nói báo công an là tụi nó sẽ giết con Hoa đó. Bọn nó không dám đâu. Mình chắc không? Chị Diễm, chị nói đúng đấy. Khi mà mọi việc chưa rõ ràng thì đừng có làm cái gì hấp tấp cả. Mình không thấy là con Mai nó vừa bị tai nạn rồi bây giờ là tới con Hoa nó bị bắt cóc. Coi bộ là tụi này nó không có coi công an ra gì đâu. Thế phải làm thế nào bây giờ? Em không biết. Nếu phải chuộc, nhà mình có gom đủ tiền không ạ? Ở nhà thì cũng có tiền. Nhưng mà làm sao? Chỉ có khoảng vài trăm để chi tiêu trong gia đình thôi. Tại vì có bao nhiêu tiền đó là em gom vô bất động sản hết rồi. Thì nếu cần tiền thì phải làm thế nào? Thật ra thì như bình thường, nếu như cần tiền thì em cũng có thể đẩy đi được. Thế thì đẩy luôn đi. Nhưng mà không có đẩy liền được mình. Bất động sản mà, cái gì nó cũng phải đúng thời cơ. Tôi không cần biết, mình làm sao thì làm, miễn là phải gom cho tôi. Mình đừng làm khó em như vậy. Phải đủ tiền cho tôi. Anh ấy, thôi được rồi, mình để em tính. Có người gửi hàng cho ông Nghị, xin nhờ giúp em ạ. Cái gì đấy ạ? Em cũng không biết nữa, em chỉ làm ship thôi. Cái gì mà lạnh thế nhở? Lạnh á? Thank you.